Đây là Nỉ Hào, đội trưởng đội tuyển cờ vua Trung Quốc. Ở tuổi 19, anh trở thành đại kiện tướng quốc tế thứ 15 của quốc gia đông dân nhất thế giới. Tháng 4 năm 2008, Nỉ Hào là kỳ thủ thứ 3 của Trung Quốc vượt qua cột mốc Elo 2700. Trong quá khứ, anh từng đối đầu với những cao thủ hàng đầu thế giới như cựu vô địch Kramnik. Hôm nay ở tuổi 29, với Elo chỉ còn 2637, anh là hạt giống số 3 tại giải HD băng lần 2 tổ chức tại Việt Nam. Và trước vòng đấu cuối cùng, Nỉ Hào đang đứng trước cơ hội đăng quang với việc xếp hơn hạt giống số 1 Lê Quang Lim đến 1 điểm. Vòng đấu thứ 9 này, Nỉ Hào sẽ đối đầu cùng một tay cờ rất mạnh khác của Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn, hạt giống số 2. Đã đến giờ thi đấu mà đối thủ của anh vẫn chưa có mặt. Nhưng rồi Trường Sơn cũng xuất hiện với tác phong thi đấu uể oải như thường thấy. Với lợi thế cầm trắng, Nỉ Hào chủ động cầm hòa để tiếp tục trở thành kỳ thủ thứ hai của Trung Quốc đăng quang tại giải có giải thưởng kỷ lục tại Việt Nam, 10.000 đô la Mỹ cho danh hiệu vô địch. Tôi đánh giá cao hai kỳ thủ xuất sắc của các bạn là Trường Sơn và Quang Lim. Chúng tôi đã từng thất bại trước tuyển Việt Nam ở giải vô địch châu Á trong nhà năm 2009. Tại giải lần này, tôi đã hòa được cả hai. Điều đó chứng tỏ tôi xứng đáng với danh hiệu vô địch này. Tôi hài lòng với chính mình. Tôi đã có sự chuẩn bị tốt để đạt đến thành công. So với giải lần 1 chỉ xếp vị trí thứ 4 và thua một ván, lần này Quang Lim thi đấu ổn định hơn, không để thua một trận nào. Không thua một trận nào nhưng danh hiệu vô địch vẫn không thuộc về Lim. Dẫu vậy, Quang Lim vẫn hài lòng với chính mình khi đứng sau Nỉ Hào. Giải đấu HD băng năm nay thì Lim thi đấu tốt hơn năm ngoái. Năm trước thì Lim đạt hạng 4 với 6,5 điểm. Năm nay thì Lim hạng 2 với 7,5 điểm. Tuy nhiên cũng có một số thời điểm Lim bỏ lỡ một ít cái cơ hội đáng tiếc cho nên là không có cạnh tranh được chiếc vô địch. Tuy nhiên nhìn chung thì Lim cũng tương đối hài lòng với cái phong độ của mình tại giải này. Vì qua giải đấu này thì Lim tăng được thêm 4 hệ số Elo. Thực tế thì mình sẽ không hài lòng lắm. Bởi vì cái giai đoạn 7 ván đầu thi đấu thì có vẻ là mình thi đấu không được đúng như cái phương pháp mà mình đã theo đuổi. Trong lúc Trường Sơn không mấy tập trung cho giải đấu này, xếp vị trí thứ 3 chung cuộc, thì người bạn gái của anh là Phạm Lê Thảo Nguyên đã để lại dấu ấn đặc biệt với việc bất bại khi đọ sức cùng các kỳ thủ nam sau cả 9 vòng đấu. Cô xếp vị trí thứ 10 chung cuộc, đoạt danh hiệu vô địch nữ với 1.500 đô la tiền thưởng. Em nghĩ là một vận động viên nữ khi đấu với nam thì cũng có một số lợi thế về tâm lý nhất định, bởi vì trình độ của các kỳ thủ nam thông thường thì vẫn cao hơn mình, cho nên khi đấu với kỳ thủ nam thì chúng em tâm lý thường là rất là thoải mái. Như vậy là Nỉ Hào đã vượt qua 92 kỳ thủ khác đến từ 14 quốc gia trên toàn thế giới trong một giải đấu có tổng tiền thưởng lên đến 30.000 đô la Mỹ, quy tụ các tay cờ có độ tuổi từ 6 đến 66. Một cuộc đấu trí kéo dài 9 vòng đấu với tổng cộng 414 trận. Đó không chỉ là những cuộc đối đầu trí tuệ mà còn là cuộc chiến của cảm xúc mang đúng bản sắc của môn thể thao trí tuệ này. Giải HD băng đã tạo ra được những sắc thái và gam màu độc đáo như thế đó, nhưng tiếc là đã kết thúc không có hậu, khi mà một lần nữa chiếc cúp vô địch lại rời xa tầm với của hai kỳ thủ hay nhất Việt Nam hiện nay, Lê Quang Lim và Nguyễn Ngọc Trường Sơn.